làng vây bắt tên trộm chó tấn công trọng thương chủ nhà. Nhà hàng cho nữ nhân viên bán dâm tiếp khách nước ngoài thu cả chục tỷ trong 2 tháng. Bắt khẩn cấp giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh vì vi phạm quy định về đấu thầu. Hà Nội chạy đua với mưa lũ, thành lập cấp tốc 5 tổ chống dịch cơ động. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 2 tháng 8, Công an huyện Cư Cư Yên, tỉnh Đắk Lắc cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Dũng, 34 tuổi, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 1 tháng 8, Dũng lắp biển số giả rồi điều khiển xe máy mang theo 10 cục bà chó đến khu vực xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên để trộm chó. Trên đường đi, Dũng đánh bà bắt được một con chó rồi cho vào bao tải. Sau đó, Dũng tiếp tục đi đến khu vực ngã ba thuộc thôn 86, xã Ea Tiêu, vứt hai cục bả và hai con chó đã lao vào ăn. Lúc này, Dũng đứng trong hẻm quan sát thấy hai con chó trên lăn ra đường nên chạy xe ra để bắt. Tuy nhiên khi Dũng vừa đến gần thì ông Nguyễn Viết Hùng 52 tuổi là chủ hai con chó phát hiện lao đến đạp xe máy khiến Dũng và xe ngã ra đường, ông Hùng và Dũng đã lao vào vật lộn đánh nhau. Lúc này thấy cốp xe của mình bị bung ra làm rơi một hung khí nên Dũng liền lao đến lấy hung khí tấn công một nhát vào vùng đầu ông Hùng. Sau đó mọi người kịp thời có mặt bắt giữ Dũng và đưa ông Hùng đi cấp cứu với vết thương phải khâu 16 mũi ở đầu cùng nhiều thương tích khác. Tại hiện trường, công an thu giữ một xe máy, một con dao Thái Lan, ba con chó đã chết, một cục bà chó, một gậy ba khúc, một cuộn băng keo, một kìm cắt lưới cùng nhiều vật chứng có liên quan. Mới đây, một cuộc rượt đuổi kịch tính đã diễn ra trên quốc lộ 1A khi tổ tuần tra giao thông của tỉnh Quảng Bình phát hiện chiếc taxi Mai Linh có dấu hiệu bất thường. Chiếc taxi lưu thông từ Nam ra Bắc, không có biển kiểm soát và phần đầu xe bị hư hại nghiêm trọng, khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế bất ngờ tăng ga lao đi với tốc độ chóng mặt, gây ra một cuộc truy đuổi căng thẳng. Tổ công tác do trung tá Lê Minh Tuấn dẫn đầu nhanh chóng truy đuổi theo chiếc taxi. Chiếc xe với tốc độ cao đã rẽ vào tuyến đường 12A để tìm cách thoát khỏi vòng vây. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông Quảng Bình kiên trì bám theo và sau một cuộc rượt đuổi kéo dài khoảng 5 km, chiếc taxi bị kẹt giữa dòng xe cộ đông đúc. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phong tỏa hiện trường, sử dụng loa phát thanh để thông báo và yêu cầu sự hỗ trợ từ người dân. Cuối cùng, chiếc taxi bị chặn lại giữa một chiếc xe mô tô và ô tô của người dân tại phường Ba Đồn. Khi kiểm tra, các chiến sĩ phát hiện bên trong xe có 3 hành khách mang quốc tịch Trung Quốc, gồm Lu Jun, Wang Zhejiang và Gan Ying. Họ không có hộ chiếu, chỉ mang theo căn cước công dân. Trên xe có dấu vết máu, cho thấy một tội ác khủng khiếp vừa xảy ra. Sau nhiều giờ thẩm vấn, ba nghi phạm thừa nhận đã sát hại tài xế taxi Mai Linh rồi phi tang xác nạn nhân và cướp xe. Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận rằng vào khoảng 2 giờ ngày 27 tháng 7, họ đã thuê taxi Mai Linh chi nhánh tỉnh Quảng Ninh để di chuyển xuyên Việt. Tài xế Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1977, chú phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã điều khiển xe đến đón nhóm đối tượng và bắt đầu hành trình. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày khi đến Quảng Ngãi, nhóm này đã sát hại anh Hải và phi tang thi thể vào lề đường quốc lộ 1A, sau đó cướp taxi và chạy ngược ra hướng các tỉnh phía Bắc để trốn về Trung Quốc. Theo lời khai của các nghi phạm, họ gặp khó khăn về tài chính tại Trung Quốc và được người môi giới giới thiệu qua Việt Nam kiếm việc làm. Khi không liên lạc được với người môi giới việc làm, họ lo sợ bị bán qua Campuchia, dẫn đến quyết định gây ra tội ác tày trời của mình. Ngay trong đêm 27 tháng 7, nhóm đối tượng đã sát hại tài xế taxi Mai Linh và cướp xe, sau đó bị công an Quảng Bình bắt giữ tại thị xã Ba Đồn. Vào ngày 29 tháng 7, công an tỉnh Quảng Bình đã bàn giao 3 đối tượng cho công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết của vụ án. Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Cụt Thị Tuyết, sinh năm 1989 và Cụt Thị Liên, sinh năm 1992 vì liên quan đến tội mua bán trẻ em. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận và thu hút sự chú ý của cộng đồng. Vào đầu tháng 7 năm 2024, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được đơn trình báo của LTX Sinh năm 2002, cư trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn cho biết, cô đã bị Tuyết và Liên lừa bán sang nước ngoài từ năm 2016. LTX khi đó mới 14 tuổi đã bị hai người này rụ rỗ với lời hứa về một công việc nhẹ nhàng và lương cao. Để gia đình cô tin tưởng, Tuyết và Liên cam kết sẽ trả cho gia đình ông T 100 triệu đồng và sau 3 năm sẽ đón X về nước. Khi gia đình ông T đồng ý, Tuyết và Liên đã đưa X ra bắt xe khách và đưa cô vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Tại đây, X bị bán cho một người đàn ông với giá 250 triệu đồng. Hai bị can Tuyết và Liên nhận được 110 triệu đồng từ vụ mua bán này, trong số đó, 100 triệu đồng được đưa cho gia đình X để tạo sự tin tưởng, số còn lại tiêu xài cá nhân. Công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành xác minh và bắt giữ Tuyết và Liên khi họ đang làm công nhân tại các tỉnh Bình Dương và Bắc Ninh. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai, vào khoảng năm 2016, một người phụ nữ tên Y hiện chưa rõ thông tin đầy đủ và đang sống tại nước ngoài, đã liên hệ với Cụt Thị Liên qua điện thoại, hứa chia hoa hồng cho việc tìm người đưa sang Trung Quốc. Sau khi bị bán làm vợ cho một người đàn ông xa lạ ở Trung Quốc, LTX bị gia đình chồng quản thúc và phải làm việc cực nhọc suốt ngày. Tháng 6 năm 2024, lợi dụng sơ hở từ nhà chồng, X đã trốn về Việt Nam và làm đơn tố cáo gửi đến công an huyện Kỳ Sơn. Hiện tại, Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra và hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ban hành cáo trạng truy tố Trần Quốc Dũng, 55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận về tội mua dâm người dưới 18 tuổi và NTKN, 47 tuổi, quê Hậu Giang về tội môi giới mại dâm. Cụ thể, vào khoảng tháng 4 năm 2023, bà NTKN đang chăm sóc con gái NKPU sinh năm 2009 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh. Trần Quốc Dũng biết được tình hình khó khăn của bà N đã đến thăm và tặng tiền. Trong cuộc trò chuyện, Dũng chia sẻ về khó khăn trong công việc buôn bán. Bà N gợi ý rằng quan hệ với một cô gái còn nguyên có thể mang lại may mắn. Bà N thậm chí đề nghị bán cái ngàn vàng của con gái cho Dũng để đổi lấy tiền. Sau khi thỏa thuận, bà N đưa con gái về Hậu Giang và yêu cầu Dũng 100 triệu đồng để mua đất. Thực tế, cả bà N và Dũng đều hiểu rằng số tiền này là giá để mua cái ngàn vàng của cháu U. Dũng cho rằng số tiền quá lớn và không thể đáp ứng. Ít ngày sau, bà N hạ giá yêu cầu xuống 60 triệu đồng. Dũng đồng ý, nhưng sau đó giảm giá xuống 30 triệu đồng và bà N đã chấp nhận. Sau khi đạt được thỏa thuận, bà N thuyết phục con gái rằng việc cho Dũng quan hệ sẽ giúp có tiền chữa bệnh. Bà N đã đưa cháu U lên thành phố Hồ Chí Minh hai lần để bán dâm cho Dũng vào các ngày 16 tháng 8 năm 2023 và mùng 8 tháng 12 năm 2023 tại một khách sạn trên đường Cù Lao, quận Phú Nhuận. Đầu năm nay, cháu U đã kể lại sự việc cho cha ruột đã ly hôn với bà nờ trong một lần cháu U nhập viện tại bệnh viện Nhi Đồng 2, người cha đã thông báo cho bác sĩ về vụ việc dẫn đến việc bệnh viện liên hệ với công an phường Bến Nghé, quận 1 để tố giác Tại cơ quan công an, cháu U khai rằng sau mỗi lần quan hệ tình dục, Dũng đưa tiền cho cháu và cháu đưa lại cho mẹ. Bà N đã yêu cầu cháu không được tiết lộ sự việc. Công an phường Bến Nghé đã đưa cả bà N và Dũng về trụ sở làm việc, lập hồ sơ xử lý. Ngày 7 tháng 3, hồ sơ vụ án cùng vật chứng đã được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Phú Nhuận để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Tại cơ quan điều tra, Dũng thừa nhận đã trực tiếp đưa cháu U 18 triệu đồng tại khách sạn và đã chuyển tổng cộng 25,3 triệu đồng cho bà N. Theo Dũng, ngoài khoản tiền đưa trực tiếp, các khoản tiền khác đều được chuyển để hỗ trợ sinh hoạt và buôn bán của bà N. Mặc dù bà N khai rằng những lần chuyển tiền còn lại là do Dũng chủ động để hỗ trợ cháu U ăn uống. Bà N cũng cho biết số tiền từ việc bán dâm là 18 triệu đồng và bà đã tiêu xài hết số tiền này. Vụ án đang tiếp tục được điều tra và xử lý nghiêm minh nhằm bảo vệ quyền lợi của nạn nhân và xử lý các hành vi phạm tội theo quy định pháp luật. Ngày 2 tháng 8, tin từ phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố bắt khẩn cấp Hoàng Anh Hào, Yu Sung Ho, Ngô Thị Ngọc Thúy, Lee Ji-hing Yong, Kim Ji-hun, Kang Min-cheong, Nguyễn Kim Diễn, Mà Đàm Yến để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, trinh sát phòng cảnh sát hình sự phát hiện nhiều dấu hiệu hoạt động mại dâm tại nhà hàng GNG trên đường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Cơ sở này mở cửa giữa tháng 5 nhưng có rất nhiều khách nước ngoài đến vui chơi. Nhà hàng do Hoàng Anh Hào, Yu Sung Ho, Ngô Thị Ngọc Thúy, Cho Ki Quan làm chủ và trực tiếp điều hành quản lý. Nhà hàng có 30 phòng karaoke hoạt động không phép và chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là người Hàn Quốc, Trung Quốc. Tại tụ điểm này, có 8 quản lý người Hàn Quốc, 3 má mình người Việt, 2 nhân viên phục vụ và hơn 120 tiếp viên nữ sẵn sàng đi khách. Nhằm thu hút khách đến nhà hàng ăn uống vui chơi, chủ nhà hàng đã tổ chức quay clip quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau và đưa ra nhiều combo hấp dẫn để giới thiệu như địa điểm ăn chơi an toàn, có tiếp viên nữ múa sexy và sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu, giá rẻ từ 2,5 triệu đến 4 triệu đồng. Địa điểm bán dâm là các khách sạn, trung cư cao cấp đầy đủ tiện nghi và có xe sang đưa đón. Ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo đại tá Phạm Đình Ngọc, trưởng phòng cảnh sát hình sự trực tiếp chỉ huy trinh sát, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an quận 1 triệt phá đường dây mại dâm này. Qua kiểm tra, phòng cảnh sát hình sự phát hiện nhiều tài liệu liên quan việc ma đam của nhà hàng điều bốn tiếp viên nữ đi bán dâm tại trung cư cao cấp trên địa bàn thành phố Thủ Đức và quận Bình Thạnh nên kiểm tra hành chính địa điểm mua bán dâm, đồng thời mời người liên quan về trụ sở để tiếp tục đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, Hào, Du, Thúy khai nhận rằng nhằm tăng doanh thu cho nhà hàng, các đối tượng đã chỉ đạo cấp dưới cho phép tiếp viên nữ của nhà hàng bán dâm cho người nước ngoài khi có yêu cầu. Để né tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, những kẻ này nhiều lần tổ chức họp kín với các madam người Hàn Quốc, Tổng quản lý và má mì người Việt Nam để hướng dẫn cách thức hoạt động mại dâm tại nhà hàng. Theo đó, khách là người nước ngoài khi vào nhà hàng đều phải kiểm tra hộ chiếu để xác nhận quốc tịch hoặc có người quen bảo lãnh. Lực lượng bảo vệ phải thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện có người Việt đứng trước nhà hàng thì đẩy đuổi, đồng thời liên tục thay đổi địa điểm bán dâm. Cơ quan công an cho biết trong 2 tháng hoạt động, nhà hàng GNG các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 10 tỷ đồng. Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày mùng 2 tháng 8, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, làm 3 người trong cùng một gia đình tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, ông Trần Doãn Tùng, 49 tuổi, trú tại xã Ea Canh, huyện Crong Park, điều khiển xe bán tải biển kiểm soát 47C286.03, di chuyển theo hướng từ huyện Crong Park đến thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đến km 140 400, xe bán tải của ông Tùng đã xảy ra va chạm trực diện với xe máy biển kiểm soát 47F1476.48 do ông Vũ Văn Hợi, 41 tuổi, trú tại xã Ea Đa, huyện Ea Ca điều khiển. Trên xe máy còn có vợ ông Hợi, bà Quách Thị Loan 36 tuổi và con trai Vũ Kiệt 13 tuổi. Cú va chạm mạnh khiến cả ba người trên xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng nằm ven đường trong khi xe bán tải lao xuống lề đường và hư hỏng phần đầu. Cả hai phương tiện đều bị thiệt hại nghiêm trọng. Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân. Ông Tùng, tài xế xe bán tải, bị thương và đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với ông Tùng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Trần Doãn Tùng điều khiển xe ô tô vượt không đảm bảo an toàn dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ thêm nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 2 tháng 8, Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố và các lệnh tố tụng đối với hai cá nhân liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Đinh Minh Hiệp, nguyên trưởng ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao và hiện là giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh đã bị khởi tố và ra lệnh tạm giam. Cùng lúc đó, ông Nguyễn Chí Thân, giám đốc công ty Vạn Phát cũng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về cùng tội danh các quyết định này được thực hiện sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình điều tra mở rộng vụ án. Vụ án liên quan đến hành vi vi phạm quy định về đấu thầu và lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Trung tâm Nghiên cứu Triển khai, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật TST, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan khác. Bộ Công an cho biết các quyết định và lệnh tố tụng đã được tống đạt và thi hành đúng quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hiện đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án, mở rộng điều tra để làm rõ mọi tình tiết liên quan và áp dụng các biện pháp pháp lý để thu hồi tài sản cho nhà nước. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tập trung vào việc làm rõ các hành vi sai phạm trong việc đấu thầu, quản lý và sử dụng tài sản công cũng như các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cá nhân. Việc xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ lợi ích của nhà nước và nhân dân. Trong phiên xét xử vụ án sai phạm tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo, làm rõ những hành vi sai phạm nghiêm trọng đã xảy ra tại Trung tâm Đăng Kiểm 5013D thuộc Công ty Cổ phần Đăng Kiểm Bình Chánh. Gần 5 năm hoạt động, trung tâm này qua 4 đời Chủ tịch, Hội đồng Quản trị gồm Phạm Thanh Phong, Văn Công Phong, Nguyễn Hoàng Khánh và Cao Thành Hiệp. Hai đời giám đốc là Nguyễn Hữu Sang, Nguyễn Trí Quyết, hai phó giám đốc gồm Phạm Văn Luân và Nguyễn Hoàng Anh một trong những điểm đáng chú ý trong vụ án là việc nguyễn hoàng khánh một thành viên trong hội đồng quản trị đã đưa cha vợ của mình lê văn nguyên vào làm phụ bán căng tin của trung tâm tuy nhiên nguyên không chỉ làm công việc bán hàng mà còn thực hiện các hành vi nhận hối lộ từ chủ phương tiện và tài xế để bỏ qua các lỗi không đạt tiêu chuẩn trong quy trình đăng kiểm cụ thể nguyễn hoàng khánh đã chỉ đạo nguyên tiếp nhận tiền hối lộ từ các chủ xe tài xế và cò đăng kiểm nhằm làm ngơ trước các lỗi không đạt tiêu chuẩn của phương tiện Mức hối lộ yêu cầu từ nguyên phụ thuộc vào loại phương tiện với các mức giá từ 100.000 đồng cho xe ô tô 4 đến 7 chỗ đến 600.000 đồng cho xe semi rơ trung bình nguyên thu từ 3 đến 12 triệu đồng mỗi ngày, từ các hoạt động hối lộ, cuối mỗi tháng nguyên thống kê số tiền thu được và chia cho các đăng kiểm viên từ 3 đến 8 triệu đồng mỗi người và nhân viên từ 1 đến 2 triệu đồng mỗi người. Khi Nguyễn Chí Quyết lên làm giám đốc trung tâm cùng với Nguyễn Hữu Sang, Phạm Văn Luân và Nguyễn Hoàng Anh, họ tiếp tục thỏa thuận nhận hối lộ từ các chủ phương tiện, công ty thi công cải tạo xe và môi giới chia sẻ lợi nhuận từ các khoản hối lộ. Tính đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Chí Quyết đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 904 triệu đồng và thu lợi bất chính gần 630 triệu đồng. Phạm Văn Luân thu được 250 triệu đồng từ Lê Văn Nguyên để bỏ qua lỗi trong cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Nguyễn Hoàng Anh nhận tổng cộng 100 triệu đồng từ nguyên và các nguồn khác. Lê Minh Phát cũng nhận 78 triệu đồng từ nguyên để bỏ qua các lỗi trong quy trình đăng kiểm. Ngày 1 tháng 8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã chuyển hồ sơ vụ án bà Đỗ Thị Thu Hiền, 46 tuổi, nguyên kế toán trưởng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tới Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai để xét xử. Bà Hiền bị truy tố về tội tham ô tài sản liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng từ tài khoản của cơ quan này. Theo cáo trạng, từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021, lợi dụng chức vụ, bà Hiền đã sử dụng 15 giấy rút tiền mặt đã được ký sẵn bởi ông Hồ Văn Điểm, nguyên chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai và bà Đinh Thị Giang, nguyên phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để lập khống chứng từ rút tiền. Số tiền chiếm đoạt được bà Hiền đã sử dụng vào việc sửa chữa và xây dựng nhà ở, mua bất động sản, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Trong số các giấy rút tiền, ông Điềm đã ký 10 giấy với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng, trong khi bà Giang ký 5 giấy với số tiền gần 600 triệu đồng. Đến ngày 11 tháng 5 năm 2023, bà Hiền đã ra đầu thú tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai. Khi khám xét, công an thu giữ thêm các giấy tờ rút tiền mặt chưa ghi nội dung và đã ký tên ông Điểm cùng dấu của cơ quan. Bà Đinh Thị Giang, mặc dù không trực tiếp quản lý tài chính, đã ký vào năm giấy rút tiền chưa ghi nội dung mà bà Hiền sử dụng để lập khống chứng tử. Bà Giang bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc còn liên quan đến ông Hồ Văn Điểm, người đã qua đời trong quá trình điều tra, dẫn đến việc đình chỉ điều tra đối với ông. Trước đó, ông Điềm đã bị kỷ luật cảnh cáo và thôi chức theo nguyện vọng. Hành vi của bà Hiền đã vi phạm nhiều quy định pháp luật, trong đó có Nghị định số 64 năm 2008 NDCP và Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Tòa án sẽ xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị can. Bà Hiền có thể đối mặt với án phạt từ 20 năm tù đến tù trung thân hoặc tử hình, trong khi bà Giang có khung hình phạt từ 3 đến 7 năm tù vụ án đang được tiếp tục xử lý để đảm bảo công lý và minh bạch trong việc quản lý tài chính công. Trong những ngày gần đây, mưa lớn diện rộng đã gây ngập úng tại một số địa phương của thành phố Hà Nội, đặc biệt là tại các xã thuộc huyện Trương Mỹ và Quốc Oai. Để đối phó với tình hình này, Sở Y tế Hà Nội đã triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phòng chống dịch bệnh. Theo thông tin từ Sở Y tế, hai đoàn kiểm tra đã được thành lập để kiểm tra công tác phòng chống lụt bão. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố CDC Hà Nội đã giám sát 17 xã phường tại 9 quận huyện có nguy cơ cao trước mùa bão lũ. Đồng thời, CDC Hà Nội đã thành lập 5 tổ chống dịch cơ động, phối hợp với chính quyền địa phương và các trung tâm y tế để chuẩn bị cơ số chloramin B 25% cho công tác vệ sinh môi trường. Tại huyện Trương Mỹ, trung tâm y tế đã cấp gần 200 kg chloramin B 25% cho các xã thị trấn bị ngập lụt và sẽ tiếp tục cung cấp bổ sung khi cần các cán bộ y tế đã được phân công giám sát thường trực 24 trên 24 giờ cùng với 4 đội cơ động được triển khai để hỗ trợ các xã bị ngập. Trung tâm Y tế huyện Trương Mỹ cũng đã thống kê tổng số 32 bà bầu sắp sinh cư trú tại các xã ngập úng. Các cán bộ y tế đã hướng dẫn họ di chuyển đến nhà người thân ở vùng không bị ngập, đồng thời phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện để cấp cứu kịp thời nếu có trường hợp phát sinh. Tại huyện Quốc Oai, trung tâm y tế đã cấp phát 10 kg chloramine B 25% và chỉ đạo Trạm y tế tăng cường công tác khám chữa bệnh, xử lý kịp thời người bệnh tại các vùng ngập. Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở Y tế và CDC Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai công tác y tế, đảm bảo đưa người dân đến bệnh viện kịp thời khi cần. Ông cũng nhấn mạnh rằng trong mùa mưa lũ, người dân cần chú ý đến các bệnh liên quan đến mắt, da liễu, tiêu chảy, sốt xuất huyết và các bệnh truyền qua thực phẩm. Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội đã thành lập 5 tổ cơ động để phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, sẵn sàng ứng phó nếu có sự cố xảy ra tại khu vực bị ngập úng. Những nỗ lực này nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh trong bối cảnh thời tiết cực đoan. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 2 tháng 8, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại xóm Lũng Tu, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Một số tảng đá lớn bất ngờ lăn từ núi cao rơi trúng căn nhà gỗ của gia đình ông Hầu Văn Phở. Sinh năm 1983, hậu quả của vụ lở đá đã khiến chị Hầu Thị Phở sinh năm 2006 tử vong tại chỗ, trong khi chị Hầu Thị Ca sinh năm 2008 bị thương nặng và được khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng để cấp cứu. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ có hai chị em Hầu Thị Phờ và Hầu Thị Ca đang ở trong ngôi nhà bị ảnh hưởng. Căn nhà đã bị hư hại khoảng 80% sau vụ lở đá. Gia đình ông Hầu Văn Phờ hiện có 11 nhân khẩu và sở hữu hai ngôi nhà. Ngay sau sự cố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng, chính quyền xã Thượng Thôn và người dân đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, thực hiện các thủ tục mai táng và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân. Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hà Quảng, tình hình mưa lớn trên diện rộng từ ngày 27 tháng 9 đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đã có 23 ngôi nhà bị hư hại và hàng chục tuyến giao thông huyết mạch bị ngưng trệ vì đất đá sạt lở với khối lượng lớn. Trường phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hà Quảng, ông Lưu Trọng Hính cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cấp ủy và chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng và thực hiện các thủ tục hỗ trợ theo chính sách quy định. Sáng ngày 2 tháng 8, đại diện Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã quyết định trong hôm nay mở một cửa xả đáy tại Hồ Thủy Điện Sơn La vào 12 giờ, tiếp tục mở cửa xả đáy thứ hai vào 14 giờ. Thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy vào 12 giờ, Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ hai vào 18 giờ. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lệnh giám đốc các công ty thủy điện Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình vận hành mở cửa xả đáy hồ chứa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trên tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định. Vào 8 giờ sáng ngày 2 tháng 8, mực nước thượng lưu Hồ Sơn La ở cao trình 203,45 m, lưu lượng đến hồ 9.220 m3 trên dây, lưu lượng xả 2.936 m3 trên dây. Mực nước thượng lưu Hồ Hòa Bình ở cao trình 102,15 m, lưu lượng đến hồ là 3.355 m3 trên dây, lưu lượng xả là 3.855 m3 trên dây. Mực nước thượng lưu Hồ Tuyên Quang ở cao trình 109,73 m, lưu lượng đến hồ là 2.331 m3 trên dây, lưu lượng xả là 670 m3 trên dây. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương gồm Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình thông báo đến các cấp chính quyền, người dân về việc xả lũ, có phương án đảm bảo an toàn cho người và công trình đang thi công ven sông suối, hồ đập để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố vừa nêu thông báo ngay đến các cấp chính quyền người dân các tổ chức có hoạt động trên sông ven sông cơ sở nuôi trồng thủy sản phương tiện vận tải thủy các bến đỏ ngang đỏ dọc giả soát đảm bảo an toàn các công trình đang thi công các hoạt động khai thác tập kết trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện sơn la hòa bình tuyên quang để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người tài sản chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp với chủ hồ có giải pháp đảm bảo an toàn đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn qua cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai